dữ lắm mà. Tao lại cứ cảm xúc thôi. Một. Còn số mấy nữa Stinky? Bạn nói thử xem nào. Mình cũng không biết nữa. Cách xa Stumper 4 điểm số 5. Tao lầm tới bỏ nhím đó. Còn 3 điểm thôi nào. Số 1. Đúng rồi. Khoảng cách đã thu dần lại còn 2 điểm nữa. Giỏi lắm Stinky. Bạn số 6. Số 6, số 5, số 5. Đó. Cũng còn 2 điểm nữa. Dạ số thua rồi. Kiểu đâu. Ôi, xin chúc mừng vào Nguyễn Trung Hiếu nha. Ôi, bạn bắt đi thật là cừ khôi. Xin cảm ơn. Tỷ số vừa rồi của chúng ta là 12 và 14. Giải nhất đã thuộc về bạn Nguyễn Trung Hiếu. Bạn nhận được một phần quà trị giá là 1 triệu đồng. Thế còn bạn Lương Thị Kim Loan ơi, bạn đã về gì với phần quà trị giá là 200.000 đồng rồi còn gì? Hồi nãy giờ chị thấy bạn Kim Loan bắn rất là nhiều đúng không nào? Nhưng chẳng vô con nhím nào cả. May bước làm rút sau bạn đã lấy được phong độ một chút xíu rồi đó. Dẫu sao thì chị cũng sẽ chúc mừng hai em. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Trung Hiếu nha. Bạn bắn bi thật là tài và chính bạn chứ không phải ai khác đã nâng chiến thắng của bọn mình lên 3-0 rồi. Xin chúc mừng nhé. Còn bạn Lương thì Kim Lan ơi, hãy vui lên nào. Bởi vì nghe Stinky hát nè. Ôi vui quá là vui. Bạn ta chưa chiến thắng nhưng ta vẫn cười tươi. Ôi Stinky nói vậy có nghĩa là chưa chiến thắng chứ không phải là không chiến thắng đúng không nào? Cố gắng lên bạn nha. Chào bạn. Đúng rồi, xin chào. Và Stinky của chúng ta rất là lạc quan đúng không nào? Chị chúc cho các bạn còn lại tham gia thi đấu cũng thật là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta cũng biết đó, trò chơi còn lại của chúng ta là trò chơi gì? Đó là trò chơi trượt tuyết. Và bây giờ chúng ta hãy mời bạn Nguyễn Hồng Ngọc cùng tham gia thi đấu với bạn Lê Tuấn Trung ngay tại phim trường của chúng ta. Nào, chị xin mời hai em bước lên phim trường. Còn bây giờ để tham gia trò chơi này thì chúng ta sẽ làm gì nào? Chúng ta sẽ nhấn phím số 4 để qua trái, phím số 6 để qua phải. Trên đường đi chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại vật. Nhớ nhé, hãy tránh những hàng rào cảnh gai, những chú nhím lang thang và cả những buồng điện thoại nữa. Hãy nhớ cho thật rõ, nếu như đi vào lên giữa, vượt qua những ụ tuyết, các em sẽ được điểm rất là cao. Còn bây giờ thì chị xin mời game bắt đầu. Ôi, các đó. Bạn có lạnh không? Cố gắng lên nha. Lạnh lắm đó, bởi vì tuyết nhiều quá. Hey. Sẵn sàng nha. Lên đường. Bạn nghe Stinky chịu chở cho một người sang bên này. Đi vào đây dưới đường nhau lộn thật đẹp. Ơ, sao bạn lại tránh rồi, mất hết rồi. Đứng qua đường mình lắc. Số 6, số 6, điện thoại, đúng rồi. Bạn Lê Tức Quá đi, quá đi. Bạn nghe Stinky thay đổi chú. Mình phải đánh nhau bạn đó. Stinky, cậu bị bỏ xa. Mình là tay người phố mập. Ôi ôi á. Ôi ôi chị ơi. Ôi ôi bạn có mất tiêu rồi. Ôi, mình không dám nhìn bạn liền đó. Sao thua xa quá vậy? Ôi, bạn Lê Tuấn Trung ơi, bạn thật là tuyệt vời. Bạn vừa đẹp trai lại vừa trực tiếp thật tài. La 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 la. La 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 la. Tỷ
số vừa rồi của chúng ta là 42-79. Giải nhất đã thuộc về bạn Lê Tuấn Trung rồi. Bạn nhận được một phần quà trị giá là 1 triệu đồng. Thế còn giải nhì đã thuộc về bạn Nguyễn Hồng Ngọc. Bạn sẽ nhận được phần quà trị giá là 200.000 đồng. Nhưng bây giờ thì hai bạn hãy cho chị biết cảm giác của hai bạn như thế nào khi tham gia trò chơi trực tiếp này. Em biết trò chơi này cũng không khó lắm, nhưng mà có lý do rung quá cho nên em không thắng được. Còn em? Em thấy trò chơi cũng không có khó mà em hên nên thắng được rồi. Em hên nên thắng được thôi. Còn chị chúc mừng cả hai em luôn đúng không nào? Và hy vọng rằng lần sau nếu mà tham gia một lần nữa thì chúng ta sẽ tự tin hơn và không rung nha. Còn bây giờ thì đây, giải gì đã thuộc về em, chị xin chúc mừng em. Em sẽ nhận được một mề đây, giải gì? Thế còn em Lê Tuấn Trung của chị, em nhận được chiếc mề đây với giải nhất. Xin chúc mừng nha. Và còn một điều đặc biệt nữa là em nhận được một chiếc cúp của chương trình Tiên Kỳ cùng với Stopper. Ôi, xin chúc mừng em. Xin cảm ơn hai em đã tham gia thi đấu trực tiếp tại phim trường ngày hôm nay. Và hy vọng rằng lần sau khi mà gặp lại thì chúng ta sẽ thi đấu thật là tuyệt diệu hơn nữa. Và chị cũng xin chúc hai em luôn luôn là những học sinh giỏi và luôn luôn vượt trội hơn các bạn của mình rất là nhiều. Xin cảm ơn nha. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là trò chơi trực tuyết vừa rồi cũng đã vừa kết thúc chương trình Tinky và Summer của chúng ta rồi. 30 phút trôi qua quả thật là nhanh quá. Các em thân mến, hãy nhớ số điện thoại của tổng đài của chúng ta nhé, đó là 1900 1561. Những người làm chương trình của chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ sữa bột dinh dưỡng cao cấp Milmax, thuốc bổ mắt Galapo cùng viên sủi Mai Vita đã tài trợ cho chương trình này. Còn bây giờ đã đến lúc Hoàng Trinh cùng với Stinky dễ hôn nè và Summer đẹp trai nữa. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn 19 giờ trên kênh truyền hình HTV7 thứ 3, thứ 5 hàng tuần.